Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án rất là mới thuộc Đông La, Đồng Nhân, Hoài Đức. Với cái dự án này thì giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 980 triệu đồng đến 2 tỷ 020 triệu mọi người ạ. Với cái căn nhà, một dãy nhà đã hoàn thiện xong hết và đã có nhà về ở rồi thì chỉ còn một vài căn, Ngọc Ánh sẽ quay những căn còn lại gửi tới quý vị. Với căn nhà này thì cụ thể hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích là 320m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Căn nhà 30m², thiết kế xây dựng 3 tầng và có 3 phòng ngủ thì thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em khám phá cụ thể cái căn nhà này nha. Hướng nhà là Tây Nam và đây chính là cái phần cửa chính của ngôi nhà. Phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt mỹ thuật. Đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn giúp em. Cửa sắt mỹ thuật ở đây khá là đẹp mắt và bên trong là cửa nhôm kính. Với ngôi nhà này thì chủ nhà có thiết kế tặng nội thất cho mình. Và tặng như thế nào thì mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà mọi người ơi. Ngoài cái phần cửa chính của ngôi nhà là cửa sắt thì ở bên trong còn một lớp cửa kính nữa. Đó, còn một lớp cửa nhôm kính nữa. Và với đây là phần hoàn thiện phòng khách của ngôi nhà. Như quý vị nhìn thực tế, chủ nhà có tặng cho mình một cái bộ ghế, bàn ghế sofa ở phòng khách luôn. Căn nhà này với cái phần mặt tiền của ngôi nhà là 3m4 mọi người ạ. Hướng nhà là hướng Tây Nam, ngoài ra thì ở đây còn có căn hướng Đông Bắc nữa mọi người nha. Đó, giá chào bán từ 1 tỷ 980 triệu đồng, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà ngay, hồ sơ giấy phép xây dựng đầy đủ. Với cái căn nhà này quý vị ạ, thì có thể dọn đồ về và ở ngay từ vị trí căn nhà này. Nó rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa, nó gần với lại bến xe Nghĩa, nó gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, đi lại giao thông rất là thuận tiện, xung quanh cũng đầy đủ tiện ích sinh hoạt. Đó, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Phần hoàn thiện phòng khách ở đây thì toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện cũng đều được lắp đặt đầy đủ. Như quý vị nhìn đây, có một cái chiếc quạt trần và là trang trí đèn luôn đấy mọi người ạ. Đó. Tiếp theo, với cái tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một cái phòng bếp. Đây ạ, căn phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà đáp ứng được công năng cho quý vị sử dụng. Toàn bộ tủ bếp thì hoàn thiện xong hết rồi, toàn bộ là gỗ và cái ở đây phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 xong hết. Chậu rửa, vòi rửa được hoàn thiện xong hết rồi. Căn nhà này rất là chỉnh chu, thiết kế cũng rất là chuẩn mọi người ạ. Với cái diện tích 30m thôi nhưng mà đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng hoàn toàn rất là hợp lý nha. Đây là cái phần phòng bếp, ở đây còn có cả một cái cửa sổ thông thoáng hướng ra đằng sau. Nấu ăn các thứ nó không bị bí đâu mọi người ơi. Đó, quý cô chú anh chị cũng như là các bạn theo dõi kênh của em thì cũng biết được rằng là cái giá chào bán em luôn luôn công khai, cũng như là tất cả những cái dự án em quay lên gửi tới quý vị mọi người toàn bộ đều là sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà ngay. Mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái về cái pháp lý của cái căn nhà thì mọi người cứ yên tâm nhé. Ngoài cái phần phòng khách này, phòng bếp này, cầu thang ở giữa thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 thì đầy đủ với cái bồn cầu này, vòi xịt này, vòi rửa và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà nha mọi người. Gương này, lavabo, đó. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo, với cái toàn bộ tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà thiết kế là gỗ lim. Ở đây mọi người có thể nhìn ở đây, thực tế nó là cái inox mọi người ạ, inox uốn. Và tiếp theo, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp toàn bộ là đá granite hoa cà. Và mời người theo em lên trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà xem ngôi nhà 3 tầng như thế này mà thiết kế được 3 phòng ngủ. Mời người theo em. Bước chân lên phía tầng 2 của ngôi nhà thì ngôi nhà này thiết kế như sau quý vị ơi. Thiết kế là cầu thang ở giữa và 2 phòng ngủ hai bên. Thì Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ đầu tiên. Đây, căn phòng ngủ này như Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở phía dưới tầng 1 rồi, đó là chủ nhà có tặng cho mình một chút đồ nội thất ở bên trong. Thì đây chính là cái đồ mà chủ nhà tặng cho mình, đó là tủ quần áo này, giường này. Đó, nó nhỏ, diện tích nó nhỏ thật mọi người ạ, nhưng mà cái công năng sử dụng của nó thì cũng khá là ok. Cái giá chào bán cũng rất là hợp lý với một căn nhà sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn, nhà đất thổ cư. Đó, sổ đỏ lâu dài. Cửa, các cửa phòng thông phòng ngủ ấy thì đều được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo đó là cái căn phòng ngủ bên ngoài. Đây chính là cái căn phòng ngủ phía bên ngoài ạ.
Thì cái căn phòng ngủ này là có ban công hướng ra phía bên ngoài, mở được cửa mọi người nha. Và đây là một chiếc giường chủ nhà lắp sẵn cho mình này, đồng thời là một chiếc tủ quần áo, màu sắc cũng rất là nhã nhặn nha. Đó ạ, đây, rất là hợp lý. Giường thì 1m8, 2m đấy mọi người ạ. Và chiếc tủ đây, tủ thì cửa cánh lùa, thiết kế cũng khá là hợp lý. Đó, ở đây vẫn còn có không gian để đi lại ở trong căn phòng này. Như vậy với tầng 2 của ngôi nhà đã có hai căn phòng ngủ riêng biệt rồi. Thế mà Ngọc Ánh lại bảo là cái căn nhà này có 3 phòng ngủ thì chắc chắn là nó còn lại ở trên tầng 3 đấy mọi người ạ. Trước tiên mà lên tới tầng 3 thì Ngọc Ánh sẽ giới thiệu với mọi người, đây là nhà vệ sinh ở phía tầng 2. Diện tích tuy nhỏ, phòng ngủ tuy nhỏ nhưng phòng vệ sinh vẫn cứ là đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng nha. Bồn cầu, hệ thống sen tắm, quạt hút mùi và cái ống chờ bình nóng lạnh. Lavabo, ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đều được lắp đặt đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở luôn thôi. Mời theo em lên trên phía tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì vừa bước chân lên trên phía tầng 3 ở đây mọi người ạ, là một ô giếng trời cực kỳ thoáng xuống cái khu vực cầu thang để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cho cái khu vực cầu thang. Còn một phòng ngủ nữa ở tầng 3 thì đây chính là cái căn phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà mọi người nha. Đó, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, cửa sổ mở trước thoáng sau. Đây. Tất cả các cửa sổ thì cũng đều được thiết kế hai lớp cửa, rất là an toàn nha mọi người. Đây là căn phòng ngủ thứ 3 rồi. Tiếp theo, đây là cái phần để máy giặt ạ. Đây quý vị nha, đây là khu vực để máy giặt này. Đó. Ổ điện này, sàn thoát nước này, ống chờ đầu vào. Và khu vực tiếp theo ở đây, đó chính là sân phơi. Mọi người ơi, đây là phần sân phơi. Ở đây là gì ạ? Ở đây chính là cái không gian phòng thờ nha mọi người. Với 30m mà quý vị thấy không? Cái công năng sử dụng, cái thiết kế của nó cũng khá là hợp lý. Quý vị nào đang có những cái lô đất từ 30 cho tới 32m mà đang khó nghĩ ra là không biết thiết kế như thế nào cho hợp lý thì mọi người có thể tham khảo cái video mà Ngọc Ánh đang giới thiệu này nha. 30m2, Ngọc Ánh sẽ nhấn mạnh lại 30m2 thiết kế quá là hợp lý với một cái căn nhà như thế này. Đó, đầy đủ 3 phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, sân phơi mọi người ạ. Và mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh ngay theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953013403 hoặc 0888041414 để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người để chọn lựa những căn nhà ưng ý nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng yêu quý của em ở những video sau.